Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 26 con máy câu. Và hôm nay là mình có 26 con, có cả máy ngang, máy lô đứng và máy câu ngâm câu biển nha. Giá mình bán trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship code toàn quốc bên mình thì vẫn là 30.000 một đơn. Và các bạn được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ở đây mình có mã số 1 đầu tiên. Mã số 1 đầu tiên ở đây mình có là một con máy của Daiwa. Con này là Daiwa Prosector 2000. Size của nó là size 2000, có kim loại, thân của nó cũng là bằng kim loại luôn. Mô bin 6, lưỡi gà đầy đủ. Con này đổi tay trái phải được nha. Con này thì có ABS. Dây cước số 2 là vào được 150m, số 3 là vào được 100m, size 2000. Cối sâu. Con lăn cước thì còn rất là sáng đẹp như thế này. Đây, con lăn cước của nó thì còn rất là sáng đẹp như thế này. Ngoại hình thì con này có trầy xước trên viền lưng. À, viền càng gạt cước nhẹ nhẹ đây. Còn lại thì còn tương đối mới. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất nhập. Daiwa Thái Lan xuất nhập, nặng là 270g. Quay thì rất là nhẹ, mượt, êm. Con này quay rất là êm như thế này. Có chút chống trận ngược, có ABS. Mã này là mã số 1, nặng 270g. Con này giá là 700.000. Mã số 1 nha. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 đây mình có là con máy của Shimano. Con này là Shimano ELF 2500. Con này thì size của nó là size 2500. Cối sâu, có kim loại, thân carbon. Mô bin sống. Lưỡi ga đầy đủ. Con này đổ tay trái phải được. Con này thì máy còn rất là mới đẹp này. Dây BE số 1 là vào được 320m, số 2 là số 1.5 là vào được. Dây số 1.2 là vào được 120m. Con này thì dây cước số 2.5 là vào được 125m, số 2 là vào được 150. Size 2500, lô sâu, mô in sống, lưỡi gà đầy đủ, lăn cước thì còn rất là sáng. Cà cước nhẹ. Spool là dòng spool ARC spool, spool vác lên như thế này. Ngoại hình tổng thể con máy này thì còn rất là sáng đẹp mới. Có chốt chặn ở đây, có nút châm dầu ở đây. Máy này còn rất là mới đẹp, độ mới con máy này mới tầm khoảng 90-95%. Hàng này là hàng Shimano Malaysia xuất nhập. Dòng này thì quay rất là khỏe này. Quay thì nhẹ mượt nha, con này quay rất là nhẹ êm. Có chút chống trở ngược, độ tay trái phải được, mã số 2. Con này thì tay quay của nó là dạng tay quay xoắn xoắn ốc nha các bạn, xoắn ốc. Giá 1.300.000, mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Số 3 ở đây mình có là con máy của Shimano, Shimano Rarinium CI4+, C3000HG. Con này thì cối nó là cối sâu, size 3000, mô bin sống, lì gà đầy đủ. Con này là làm bằng CI4+, thân của nó là bằng CI4+, nó rất là nhẹ. Dây cước số 2.5 là vào được 180m, số 3 là vào được 150m, lôi sâu. Dây BE số 2 là vào được 180m, 1.5 là vào được 270m. Con này thì nó có nút chống ngã tay quay của Gomex. Tay quay của nó như thế này. Ngoại hình tổng thể thì con này còn khá là sáng đẹp mới này. Có Manola Ruto nên quay rất là nhẹ mượt. Hàng này là hàng Malaysia xuất nhập. Con này quay thì rất là nhẹ êm như thế này. Size 3000 nhưng mà máy cũng rất là nhẹ nha, tại vì nó làm bằng CI4+. CI4+ là vật liệu siêu nhẹ, siêu cứng. Nhẹ cứng của Shimano. Nặng 190g. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì có sợi xước nhỏ nhỏ như thế này các bạn. Đó. Nặng 190g, con này cũng có con gỉ ship. Mã số 3, giá 1.800.000. Tiếp theo là số 4. Số 4 đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là con máy Daiwa Cadia. Con này là con Daiwa Cadia đời cao, sản xuất đời 2018. LT2000S, con này size 2000, lô sâu. Cối của nó làm bằng hợp kim siêu nhẹ. Cối là cối cắt laser nguyên khối, siêu nhẹ nha. Mô bin sống, lưỡi gà đầy đủ. Con này đổi tay trái phải được, lăn cước thì còn rất là sáng. Gà cước nhẹ, size 2000. Con này thích hợp cho khách nào lưu suối, câu dìa, hói, bóng đục. Có nút chống ngã tay quay. Tay quay của nó là dòng tay quay xoắn ren. Xoắn ren là xoắn như thế này nha các bạn. Đây, xoắn như thế này là xoắn ren này. Còn có ốc bên phải đây thì mình sẽ báo là tay quay xoắn ốc. Con này thì quay rất là nhẹ, êm, mượt. Dòng này là dòng mixback, là ratio của nó là 5.2. Tua đi ghi ghia là nhông siêu cứng. Và ở trên này là thân của nó làm bằng vật liệu da body, là vật liệu siêu nhẹ. Màu này là màu của vật liệu da body này. Dòng Louis Up, những dòng đời cao thì thân hay làm bằng vật liệu da body như thế này.
Hàng này là hàng Trung xuất Nhật, con này sản xuất ở Trung Quốc. Dòng đề cao nha, máy xịn nhưng không phải là dòng thường. Nặng là 190 gram, con này giá 1.800.000. Quay thì rất là nhẹ êm rồi. Tiếp theo mã số 5. Số 5 ở đây mình có là con máy của Shimano, Shimano Sore Baby. Con này thì cối kim loại, thân carbon, mô bên 6 lưỡi ga đầy đủ, đỡ tay trái phải được. Size cũng là size 2000. Lô nông. Con này thì dây cước số 1 là vào được 125m, dây BE số 0.8 là vào được 110m. Con này thích hợp cho khách nào câu suối, lúa suối, câu mực hoặc là câu gì, câu bóng đục nha. Con này thì có công nghệ X-Shift giúp cho bạn câu mực hoặc là câu bóng đục. Con này thì có công nghệ X-Shift, nó sẽ giảm tải khi khi các bạn tải cá lớn hoặc là mồi nặng, cá nặng thì nó vẫn có, nó sẽ hạn chế được giật máy. Ở đây nó có nút châm dầu này. Ngoại hình con máy này thì còn rất là mới, có công nghệ Manolite Rotor nên quay cũng rất là mượt. Độ mới máy này mới tầm khoảng 90%. Ngoại hình thì còn rất là sáng đẹp. Con này thì quay cũng rất là nhẹ êm. Tay quay của nó là dòng tay quay xoắn ren. Đây, tay quay xoắn ren như thế này, đổ tay trái phải được nha. Máy này là mã số 5, hàng Malaysia xuất Nhật. Nặng 230g, con này giá 1.700.000. 1.700.000, mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Số 6 đây mình có là con máy của Kit. Con này là con Cardia Kit 3000. Cối sâu, có cốt trợ lực. Dòng kit này thì con nào cũng có cốt trợ lực hết. Cối kim loại, thân carbon, mô bên 6 lưỡi ga đầy đủ. Con này các bạn đổ tay trái phải được. Dây cước số 3 là vào được 200m, số 4 là vào được 150m. Con dòng Daiwa này thì nó cố nó vào được khá là nhiều dây. Cố nó thì vào tương đương với một con máy size 4000 của Shimano. Size của nó là size 3000 nha, kit 3000. Con lăn cước thì còn rất là sáng đẹp này, cắt cước nhẹ. Con này đổ tay trái phải được. Ngoại hình tổng thể của máy này, con này thì nó có trầy xước trên viền lưng này các bạn. Đây, trầy xước trên viền lưng, viền càng gạt cước. Nói chung là có sườn xước nhỏ nhỏ. Hàng này là hàng Daiwa Thái Lan xuất Nhật, size 3000. Dòng kích này thì quay rất là nhẹ êm mượt. Có ABS nha. Đổ tay trái phải được. Tay quay của nó là tay quay xoắn ốc. Nặng là 290g. Con này giá là 2 triệu. 290g giá 2 triệu, mã này là mã số 6. Số 6, Cardia Kit giá 2 triệu nha. Tiếp theo mã số 7. Số 7 đây mình có là con máy của tàu Twin Power. Con này tàu Twin Power 2500S, cối kim loại, thân carbon, mô bên 6, lưỡi ga đầy đủ. Con này đổ tay trái phải được. Con này thì cối kim loại, thân carbon, nhông của nó là dòng AeroWrap và nhông siêu cứng. Có công nghệ Edge Resiliency. Mô bên sóng này, lăn cước thì còn rất là sáng đẹp. Size của nó là size 2500, lô nông. Hàng này là hàng tàu Windpower của Nhật. Con này thì có 9 mặt đạn nha. Quay thì rất là nhẹ êm. Tay quay sóng riêng. Đây, tay quay sóng riêng như thế này. Dòng tàu Wind thì rất là chất lượng rồi. Quay nhẹ êm, đổ tay trái phải được. Con này nặng là 250g, giá 2.900.000. Ngoại hình thì có trầy xước xung quanh viền càng gạt cước. Nói chung là cũng có sườn xước nhỏ nhỏ nha. Đó, xung quanh viền càng gạt cước này. Mã này là mã số 7. Nặng 250g, giá 2.900.000. Tiếp theo là mã số 8. Số 8 ở đây mình có là con máy của Shimano Estradic 4000 MHG. Con này thì sản xuất đời 2019, size 4000. Cố bằng kim loại, thân carbon, mô bên 6 lưỡi ga đầy đủ, đổ tay trái phải được. Con này thì dây BE số 1.5 là vào được 200m. Lô nó là dòng lô sâu. Dây BE số 1.5 là vào được 200m. Dây cước số 3 là vào được 165m. Con này thì có công nghệ kháng nước X-Rotec. Công nghệ kháng nước X-Rotec là công nghệ kháng nước cao nhất của Shimano hiện tại. Máy thì quay rất là nhẹ êm, có chốt chống trở ngược, đổ tay trái phải được. Con này sản xuất đời 2019, tay quay xoắn ren. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật.
ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Con này thì có trầy xước nhỏ nhỏ này, chung là máy cũng còn tương đối sáng nha. Mã này là mã số 8, nặng là 280g, con này giá 2.500.000, 2.500.000, mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Số 9 này mình có là con máy của Shimano, của Daiwa, con này là con Daiwa Luviat. Con này là Daiwa Luviat LT4000, sản xuất đời 2020, dòng đời cao. Cổ nó là bằng hộp kim loại, cố bằng kim loại, thân của nó là bằng vật liệu yang body. Đây. Yang body này. Đó, màu sắc của yang body thì như vậy. Cổ nó thì cổ siêu nhẹ nha, cổ cắt laser nguyên khối siêu nhẹ, mô nguyên sống lưỡi ra đầy đủ. Con này đổi tay trái phải được, con la cước thì còn rất là sáng. Gạt cước nhẹ. Con này thì size của nó là size 4000, cổ sâu nha các bạn. Dây cước số 3 là vào được 150m. Dây BE số 1.5 là vào được 200m. Dòng này là dòng chuyên lua, quay cực kỳ mượt. Con này thì có lớp dầu mát sao liệt. Lớp dầu này nó sẽ bảo vệ, hạn chế nước vào trong cốt máy. Quay thì cực kỳ nhẹ mượt nha. Con này là dòng mà đây. Dòng này là dòng extra spec. Extra spec là quay siêu nhanh, ratio nó là 6.2. Quay nhẹ êm. Tay quay nó là tay quay sóng ren này. Đây, cái này là mình chưa vặn hết ren nó nha. Tay quay sóng ren quay cực kỳ nhẹ mượt, ratio 6.2. Đổi tay trái phải được, nặng 215g, size 4000, giá 3.800.000, mã số 9. Máy thì rất là đẹp. Con này chỉ thiếu hộp thôi, còn lại thì rất là mới, sáng máy nha. Tiếp theo mã số 10. Số 10 đây mình có là con máy Shimano. Con này là con máy ngang Shimano Jonas CI4+. Máy tay trái. Con này thì có công nghệ X-Shift. X-Shift thì tương tự nó là công nghệ chống rung giật khi các bạn tải cá lớn. Ratio của nó là 7.6, máy tay trái. Tên của nó là Shimano Jonas CI4+151HG. Đây có nút chỉnh thắng này. Con lăn chi cước. Hàng này là hàng Shimano Nhật, máy in da băng. Quay thì rất là nhẹ êm mượt. Ngoại hình thì nó có sườn xước như thế này. Chỗ này là dính đây, có trầy xước nhỏ nhỏ, sờn nhỏ nha. Đây. Nặng là 185g. Con này có giá là 2.000.000, mã này là mã số 10 nha các bạn. Mã số 10 giá 2.000.000. Tiếp theo là mã số 11. 11 ở đây mình có là con máy Shimano Matanium. Máy tay trái. Con này thì ngoại hình nó có trầy xước trên viền lưng này. Trên viền lưng như thế này. Ratio của nó là 6.2. Hàng này là hàng Shimano của Nhật, máy in da băng. Quay thì rất là nhẹ êm mượt nha. Con này quay cực kỳ mượt. Con này thì có công nghệ Micro Modul. Quay siêu nhẹ. Có trầy xước này, con này ngoại hình trầy xước nhiều. Trầy xước trên viền hai bên viền này. Trầy xước cái này. Hàng này là Shimano của Nhật, máy in da băng. Nút chỉnh thắng của nó thì nằm ở trong cái nắp này. Quay nhẹ êm, đổi tay trái phải được. À mình nhầm. Con này là máy tay trái, máy ngang tay trái. Mã này là mã số 11. Nặng 175g, giá 2.400.000. 11 giá 2.400.000. Tiếp theo mã số 12. 12 đây mình có là con máy của, con này là con Shimano SLX71. Shimano SLX71, ratio 6.3, máy tay trái. Quay thì rất là nhẹ êm mượt. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì thân của nó là bằng vật liệu Hagane. Subun nó Subun MCL, Subun siêu nhẹ. Nút chỉnh lá thắng nằm ở đây. Hàng này là hàng Malaysia sản xuất Nhật. Con lăn chi cước này. Ngoại hình thì con máy này còn rất là đẹp, mới. Độ mới máy này mới tầm khoảng 90%. Quay nhẹ mượt, nặng 195g. Con này giá 2.000.000, mã này là mã số 12. Tiếp theo mã số 13. 13 đây mình có là con máy của Metanium. Con này là Shimano Metanium. Dòng này thì rất là chất lượng, máy quay rất là khỏe, nhẹ và khá là bền. Rất là bền máy nha. Con này là Metanium HG.
spool nó như thế này. Con này thì có công nghệ micro module quay nhẹ mượt. Con lăn chia cước này. Ngoại hình của máy thì con này còn rất là mới nha. Chỉ có một trầy xíu nhẹ ở đây thôi. Đó. Còn rất là mới sáng đẹp máy. Độ mới máy này mới tầm khoảng 80-85%. Con này mới tầm khoảng 85-90%. Còn rất là đẹp máy. Quay thì rất là nhẹ êm. Nặng 175g. Con này giá là 2,7 triệu. Máy ngang tay trái của Shimano Metaneum HG. Con này thì Raito rất là 7.4 nha các bạn. 13 là Metaneum HG Raito 7.4. Tiếp theo máy số 14. 14 này mình có là con máy của Shimano Bantam. Con này là Shimano Bantam 2018. Vòng tua HG Raito 7.1. Con này thì cũng có micro module quay siêu nhẹ. Nút chỉnh lá thắng ở đây. Dòng này thì cái phần khung của nó là bằng kim loại nên cầm rất là chắc tay. Cầm rất là chắc tay nha. Quay rất là nhẹ mượt như thế này. Con này thì ngoại hình đẹp, quay nhẹ mượt. Hàng này là Shimano của Nhật mới ra băng, Bantam rất là bền. Mã này là mã số 22, mã số 14 mình nhầm. Mã số 14 nặng là 220g. Bantam 2018, giá là 3 triệu. Tiếp theo là mã số 15. 15 ở đây mình có là con máy của Daiwa. Con này là một con máy đứng Daiwa MXLT 2000S. Con này thì hàng về có hộp và sách hướng dẫn. Đây. Con này thì nó có lớp dầu massage lịch này. Lớp dầu massage lịch là bảo vệ hạn chế nước vào trong cốc máy. Có tua đi ghi gear là nhông siêu cứng. Có ABS nha. Có lon cáp ABS. Raito của nó là 4.8. Nặng 195g, size 2000, lô nông, 7 bạc đạn. Con này thì tải được 5kg, mắc ráp 5kg. Nói chung dòng máy nhỏ size 2000 mà mắc ráp 5kg là cũng khá là khỏe rồi. Con này thích hợp cho khách nào lưu suối này. Lưu suối, câu tôm, câu dìa, hói. Quay thì rất là nhẹ êm, mượt, dòng đề cao. Hàng này tay quay của nó là được độ nấm tay quay. Độ nấm tay quay của Gomax. Và trong đó nó có một cái nhìn nấm mà xin nấm bằng cao su riêng của hãng luôn nha, ở trong hộp nha. Đây. Con máy thì còn rất là đẹp mới này, màu đỏ đen. Màu này thì cũng rất là sang nha. Con này là hàng đời cao Liên Doanh, con này được sản xuất ở Việt Nam. Quay thì cực nhẹ, kỳ nhẹ mượt, giá là 2.300.000. Mã này là mã số 15, máy mới đẹp nha. Mã số 15, giá 2.300.000. Tiếp theo mã số 16. 16 đây mình có là con máy Shimano Ultra 2500 SHG. Con này sản xuất đời 2021. Đây, sản xuất đời 2021, hàng lướt. Raito 6 chấm. Nặng là 220g, con này 6 bạc đạn. Con này thì có công nghệ kháng nước X-Protect, là công nghệ kháng nước cao nhất của Shimano. Trên này nó còn tem này, con này chưa sử dụng luôn nha các bạn. Đây, trên cố thì còn tem chưa sử dụng luôn nha. Vòng tua HG Raito 6 chấm. Mua bên 6 lượt ra đầy đủ, con này đổ tay trái phải được. Con lăn cước thì còn rất là sáng, gạt cước nhẹ. Con này tay quay cũng là dòng tay quay xoắn ren, sản xuất đời 2021. Nên là con này là dòng free body, tinh giảm nút chốt chặn ở đây. Máy thì quay được cực kỳ nhẹ mượt, quay rất là êm. Dòng này thích là cho khách nào câu lua. Mã này là mã số 20, mã số 16. Mã số 16. Hàng lướt máy rất đẹp nha. Con này sản xuất Malaysia, giá 2.100.000, 2.1 triệu. Hàng về có máy, hộp và sách hướng dẫn. 2.1 triệu, mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17 đây mình có là con máy sim, con máy Daiwa. Con này là Daiwa Luveas FCLT 2500S. Con này thì sản xuất đời 2020, hàng về có hộp máy và sách hướng dẫn. Sản xuất đời 2020, cố là bằng hợp kim siêu nhẹ. Thân của nó là bằng vật liệu Yarn Body, cũng là vật liệu siêu nhẹ siêu cứng của Daiwa. Có lớp dầu massage lịch, bảo vệ hạn chế nước vào trong cốc máy. Con này thì Raito của nó là 5.1, size 2500, lô nông. Nặng chỉ có 155g. Và nó có 9 bạc đạn nha. Con này thì rất là nhẹ mượt rồi.
Louis VS 2020. Quay rất là nhẹ êm. Xa 2500 lô nông. Có chút chống trở ngược. Có ABS này. Tay quay của nó là dòng tay quay sáng ren. Ngoại hình con máy thì còn rất là mới đẹp. Hàng về có hộp máy và sách hướng dẫn. Đây rất là sáng máy. Mã này là mã số 17. Con này giá 3.900.000. Mã số 17. Mình nhầm 3.800.000. 3.800.000 mã số 17 nha. Tiếp theo mã số 18. 18 đây mình có là con máy của Shimano. Con này là Shimano OneFox C2500SHG. Con này là Lonong xa 2.500. Reito 6 chấm, nặng 160g. Con này 8 mặt đạn. Dòng OneFox cũng là dòng hoặc là dòng tầm nói chung là trong top cao, top top đầu trong giá tầm trung của Shimano. Dòng này thì câu kéo nữa rồi. Nói chung là giờ máy dòng này cũng khá là xịn. Cố nó là bằng vật liệu siêu nhẹ, thân là bằng vật liệu Hagane. Con này thì spool nó là dòng spool MCL. Nên quay rất là nhẹ mượt. Mô bên sóng lưỡi gà đầy đủ, con này đổ tay trái phải được nha. Làm cước thì gọi là sáng, đặt cước nhẹ. Con này là con máy lướt nên nó còn khá là đẹp này, chỉ có trầy xước nhẹ trên lưng xíu. Này còn rất là sáng máy. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật, Shimano OneFox. Mã này là mã số 18. Giá là 2.800.000, mã số 18, dòng chuyên xa lua, xa 2.500. Con này thì cũng là dòng đời cao nên nó đã được tinh giản một chút, chặn dòng free body nha. Tay quay sóng ren. Tiếp theo là mã số 20. Tiếp theo mã số 19. 19 ở đây mình có là con máy của Shimano OneVic. Đây. Con này là một con máy Shimano OneVic, dòng này thì xịn hơn OneFox. Reito của nó 5.2, size của nó là size 3000, lô sâu. Con này thì có mắc ráp là 9kg, 12 cộng 1 bạc đạn. Con này thì cực kỳ mượt nha. 12 cộng 1 bạc đạn và bạc đạn của nó là dòng bạc đạn SARB, bạc đạn kháng mặn. Quay thì rất là nhẹ êm. Con này các bạn đổi tay trái phải được. Tay quay của nó cũng là dòng tay quay sóc ren. Tiếng rắc máy này. Tiếng rồi rắc này. Con lăn cước thì rất là sáng, cả cước nhẹ. Con này thì con lăn cước của nó là bằng khuyên xích nên là nó không có bị gỉ xét. Có công nghệ X-Shift. Công nghệ X-Shift thì nó sẽ giúp cho máy hạn, giúp cho máy tải khỏe hơn. Có trầy xước trên lưng. Reito 5.2, Macrap 9kg, 13 bạc đạn. Cước số 3 là vào được 150m nha. Số 2 là vào được 200m. Size 3000, quay nhẹ êm. Ngoại hình thì nó có sờn xước nhỏ nhỏ. Con này là mã số 19. Có giá là 4.000.000. Hàng về thì có hộp máy và túi. Đây, có hộp máy và túi như thế này. Hộp máy túi sách hướng dẫn sử dụng. Mã số 19 giá 4.000.000. Tiếp theo mã số 10, mã số 20. 20 đây mình có là con máy của Shimano Estradic SP Đức 8000HG. Con này sản xuất đến 2020, size 8000. Con này là một con máy cho khách nào câu gần, câu rạn, câu biển, câu ngâm, săn cá lớn. Dòng này là dòng SP Đức, dòng kháng mặn, sản xuất đến 2020. Reito 5.6, mắc ráp 13kg, nặng là 645g. Con này 7 bạc đạn. BE số 4 là vào được 300m. Dây cước số 5 là vào được 275m. Con này là size 8000, cứ số 8 là vào được 150m. Tay quay sóng ren nha, tay quay sóng ren. Dòng shock water là dòng kháng mặn, dòng câu nước mặn. Con này có Infinity Driver. Dòng này là cũng dòng đời cao 2020, nó cũng được tinh giảm lúc chốt chặn ở đây. Trên máy thì có sẵn dây BE như thế này. Tiếng ráp máy này. Này, con này thì tiếng ráp máy rất là lớn. Tiếng ráp máy thì ra câu biển rất là ok, khỏe. Tiếng nghe rất là đã nha. Con lăn cước thì còn rất là sáng đẹp như thế này. Là cước nhẹ. Con này thì ngoại hình nó có trầy xước nha các bạn. Đây, có trầy xước như thế này.
nó trầy xước chủ yếu là nhỏ nhỏ trên cái viền càng gạch cước này. Nấm tay quay là nấm tròn như thế này. Sản xuất đời 2020, quay thì rất là nhẹ, êm, khỏe. Tay quay của nó là dòng tay quay xoắn ren. Con này thì mình xoắn chưa hết cái ren ốc của nó. Đây. Quay thì rất là nhẹ, êm. Có chút chống trợ ngược, Rato 5.6 HG. Ngoại hình tổng thể này. Con này thì hàng về có hộp và sách hướng dẫn. Hộp máy sách hướng dẫn. Mã này là mã số 20, giá là 3.600.000, 3.600.000, mã số 20. Tiếp theo mã số 21. 21 ở đây mình có là con máy của Daiwa. Đây, con này thì nó có túi như này, nó về là nó có túi như này các bạn. Túi này dạng túi chống sốc. Đây. Con này là con mà con máy lớn của Daiwa, Catalina 5000H. Đây qua Catalina 5000H. Con này thì lô nó là lô sâu cối bằng kim loại, thân của nó cũng là bằng kim loại luôn. Con này thì có đây. Có chế có Rato là 5.7. Trên này là của nó làm bằng vật liệu Yaon Aerotor. Trên này là vật liệu Yaon Body này. À, màu sắc của nó sẽ như thế này, cối kim loại. Mô bên sóng liệu ra đầy đủ, con này đổi tay trái phải được. Dòng Catalina. Dòng này thì cũng rất là khỏe. Con này thì size cũng là size 5000, BE số 4 là vào được 400m, BE số 5 là vào được 300m. Con này làm con máy lớn. Máy đai quang, dòng này là dòng size 5000 nhưng mà size máy tương đương của nó tương đương với Shimano tầm thông số vào dây của nó tương đương với Shimano tầm 7-8000 nha. Máy rất là to, lớn. Con này là hàng đai quang của Nhật, máy in Japan này, đó. Đổi tay trái phải được, tay quay của nó là dòng tay quay sóng ren. Đây, tay quay sóng ren như thế này, nấm tay quay là nấm trọt, nấm xốp của Ewa. Nấm sóc của Eva nha. Con này thì rất là đẹp, mới. Chung còn rất là sáng máy. Quay nhẹ mượt, con này đổi tay trái phải được. Mã này là mã số 21. Con này có giá là nặng là 595g. Con này giá 3.900.000. Sao một con máy đẹp như thế này rất là khó. Tiếp theo là mã số 22. 22 đây mình có là một con máy ngang. Con này là con máy ngang Shimano SLX MCL 71HG. Máy ngang tay trái. Thân của nó là bằng vật liệu Hagane. Rato của nó là 7.2. Mắc ráp 5,5kg. Nặng 195g. Con này 5 mặt đạn. Đây. Rato 7.2 máy tay trái. Hàng về thì có hộp và sách hướng dẫn. Nó có một cái trầy nhỏ ở đây. Còn lại thì còn rất là sáng đẹp, mới nha. Quay thì rất là nhẹ êm. Máy đẹp nha. Có nút chỉnh thắng này. Hàng này là Malaysia xuất Nhật. Con lăn chưa cước. Nó có đây, nó có bị trầy này xíu. Mã này là mã số 22. Con này giá 2.100.000. 2.100.000, hàng về có hộp và có dầu luôn, có dầu máy. Mã số 22 giá 2.1 triệu. Tiếp theo mã số 23. 23 đây mình có là con máy ngang Shimano SLX BFS XG. Con này thì Rato 8.2. Nặng 170g. Nặng 170g, con này 6 bậc đạn. Con này rất là thích khách nào quăng mồi nhẹ. Quay thì rất là nhẹ mượt nha. Đây, spool nó như thế này. Spool này thì nó sẽ giảm được đây, spool này. Spool này sẽ giảm được quán tính. Và có dòng này thì quăng mồi nhẹ cũng rất là chính xác. Quăng được xa nha.
quay rất là nhẹ êm, thân làm bằng vật liệu Hagane vòng tua XG Reto 6.2, con nút chỉnh thắng ở đây. Hàng này là hàng Malaysia xuất nhập, ngoại hình thì máy còn rất là mới đẹp sáng. Máy tay trái, mã này là mã số 23, con này có giá là 2.700.000, hàng về thì có hộp sách hướng dẫn. Hộp máy sách hướng dẫn mã số 23 giá là 2.700.000. Tiếp theo mã số 24, ở đây mình có là Shimano Scorpion. Con này là Shimano Scorpion BFF XG. Con này thì hàng về có hộp máy và sách hướng dẫn. Thông số của máy Reto 8.2, nặng 165g. Con này thì có 8 bạc đạn, bạc đạn SARB. Con này công nước mặn rất là ok nha. Quay thì rất là nhẹ êm. Con này thì tương tự spool nó như thế này. Spool này sẽ giảm được quán tính này, quăng được màu nhẹ. Thân làm bằng vật liệu Hagane Reto 8.2. Ngoại hình thì con này có sườn xước, đây có trì xước như thế này. Có nút chỉnh thắng ở đây. Hàng này là hàng Malaysia xuất Nhật nha. Mã này là mã số 24, giá 2.400.000, 2.400.000 mã số 24. Tiếp theo mã số 25 ở đây mình có là con máy Shimano Bantam hát cửa LED. Con này sản xuất đời 2022, hàng về thì có hộp máy và sách hướng dẫn. Hát cửa LED Preto 7.1, mắc ráp 5kg, nặng 220g. Con này 9 bạc đạn, hàng về thì có hộp máy sách hướng dẫn và dầu máy. Ngoại hình tổng thể của máy như thế này. Con này thì có Infinity Driver, máy thì rất là sáng đẹp như thế này. Nút chỉnh thắng này, đây có trầy xíu ở đây. Con lăn chưa cước. Dòng Bantam thì máy, cái khung của nó là bằng kim loại nên là cầm rất là chắc tay nha. Mà nó được sơn mờ, nhìn cũng rất là sang, xịn. Quay nhẹ mượt. Máy tay trái Reto 7.1, mã này là mã số 25. Con này có giá là 5.200.000, mã số 25. Tiếp theo là mã cuối cùng, mã số 26. 26 đây mình có là con máy của Shimano Metaneum. Con này là 101HG. Con này thì sản xuất đời 2023 nha, dòng mới nhất sản xuất đời 2023 Shimano Metaneum. Con này là một con máy tay trái nha các bạn. Hàng về thì có hộp sắt. Ngoại hình tổng thể của máy này, con này thì có công nghệ Mirror Module, quay thì rất là nhẹ mượt. Nó sở hữu nhiều công nghệ mới nhất của Shimano, có thắng FVS Infinity. Đây, nút chỉnh thắng. Con lăn chưa cước bằng xích gôn. Reto nó là 7.1. Con này thì nặng là 175g, có 11 bạc đạn. Hàng mới nhất của Metaneum, sản xuất Nhật Bản này, made in Japan. Ngoại hình con máy thì còn rất là đẹp. Hàng này là hàng lướt nha, còn rất là sáng đẹp như thế này. Đó, chữ dính bụi thôi. Máy tay trái, máy này là mã cuối cùng, số 26. Quay thì rất là nhẹ như thế này. Con này thì spool của nó là dòng spool MCL. Spool MCL quăng được mồi nhẹ, quay cũng rất là mượt. Mã số cuối cùng 26, giá là 5.400.000. Mình đã giới thiệu qua tất cả là 26 mã máy. Các bạn lấy mã nào comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0971 387577. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.